Tôi nói đại chúng để ý, cái quả tu đà hoàng là cái quả thứ nhất, là cái đất thang thứ nhất. Tư đà hàm, a na hàm, a la hán là bốn đất thang, đó là bốn đất thang của quả vị thanh văn. Còn 10 cái đất thang, 13 cái đất thang của đại thừa là sơ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, là 7 cái đất thang đó là những người đại thừa tu tới đệ nhị a tăng kỳ. Rồi từ bất động địa, thiện quê địa, pháp dân địa, là 3 cái địa đó là của người tu đệ tam a tăng kỳ. Như thế là 10 đất thang. Sau đó kim cang đạo hậu, đẳng giác, diệu giác, kim cang đạo hậu, 3 đất thang nữa là đạt tới cái đỉnh cao vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái quả tu đà hoàng là cái quả, là cái đất thang thứ nhất. Chúng ta muốn lên 17 cái đất thang ha, cái đất thang 17 đất thang, thì chúng ta phải bước lên cho được cái đất thứ nhất là tu đà hoàng. Không có rửa cái tu đà hoàng thì coi như không hề có lên cái bậc thang nào của cái ngôi nhà 17 đất thang đó. Là chúng để ý vậy, chứ đừng có trông mong cái gì hết trơn. Tùy theo cái khả năng leo thang của mình, leo hay là không leo. Chứ không có trông mong, không có hy vọng, không có khẩn cầu, không có gian giá gì hết đó. Mà muốn leo đất thang thứ nhất là kiến hoạch. Thân kiến các vị nhớ chưa? Biên kiến các vị nhớ chưa? Tà kiến các vị nhớ chưa? Đủ sức để mà dẹp bỏ tà kiến chưa? Kiến thủ kiến bỏ được chưa? Giới cấm thủ kiến có cõi mở chưa? Đó, năm món đó ở đấy mà học học để mà có cái quả vị tu đạo quả. Đất thang thứ nhất của 17 cái đất thang để lên cái lầu bồ đề niết bàn vô thượng. Cho nên là Như Lai thường trụ trong niết bàn mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Thường trụ ở trong niết bàn, để cái chữ đó là mình học rồi mình mới có được lễ. Như Lai đến rừng Ta La Sông Thọ nhập niết bàn chỉ là một sự kiện ghi dấu chấm dứt một giai đoạn, một hành trình giáo hóa chúng sanh viên mãn của Đức Phật, gọi là thị hiện một cuộc hành trình, một cái chu kỳ của một cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh. Chứ Như Lai không phải là cái người mà giáng sanh, mới sanh ra trong thành Ca Tỳ La Vệ rồi tới rừng Sa La Sông Thọ chết gọi là nhập niết bàn, không phải vậy. Mà Như Lai đây là phải học cái ý, cái câu này là ta giải là Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa, Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Phải học Như Lai là cái bản thể chân như của dạng pháp, mà bản thể chân như đó nó bao trùm không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó bất sanh, nó bất diệt, nó vô thủy, nó vô chung. Hiểu như vậy chúng ta đang ngồi đây có nghĩa là chúng ta ngồi trong pháp thân thường trụ của Như Lai, chúng ta sống trong pháp thân thường trụ của Như Lai, và pháp thân thường trụ của Như Lai đó ở trong lòng của ta, ở trong lòng của ta, trong tâm của ta, trong con người của ta, ví như không trong mười phương, khắp mười phương, đồng thời cũng là không có ở trong cái bình này. Vì sao vậy? Vì cái bệnh này là một vật ở trong cái hư không vô tận của mười phương. Không dỡ ra thì dường như không có hư không, mà biết cách dỡ nắp ra thì hư không có tức khắc ở đây. Thế thì trong tâm ta tại sao lại không có Như Lai pháp thân được? Vì vậy cho nên là ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân này cùng với ảo quá thân này là bất tức và bất ly. Đó,
Nói thân này là Như Lai Pháp Thân không đúng, mà nói thân này là từ đâu mà có, rời Như Lai Pháp Thân mà có tự có, không đúng. Ảo quá không thân, tức pháp thân. Cho nên học cái này là tôi dạy Như Lai là Như Lai đó, đó. Như Lai pháp thân đó. Phải tư duy quán chiếu cho thấy cho được cái Như Lai đó, đó. Người đệ tử Phật chân chính không được hiểu Đức Phật đến rừng Ta La Sông Thọ nhập Niết Bàn, và từ đó Đức Phật mới có được Niết Bàn. À, người nào mà nói là tới rừng Ta La Sông Thọ Phật nhập Niết Bàn, chừng đó Phật mới có Niết Bàn, đó là quyến thuộc của ma. Người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Nói như vậy là sỉ nhục pháp thân Như Lai, là chiết giảm cái công năng thường trụ bất sanh bất diệt của pháp thân Như Lai. Mà sự thật pháp thân Như Lai là thường trụ, là bất sanh, là bất diệt. Cho nên tới rừng Ta La Sông Thọ không phải là chừng đó nhập Niết Bàn rồi mới có niết bàn. Khiếp đảm lắm, cái lý luận khiếp đảm lắm. Càng không được hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn đồng nghĩa như Đức Phật đã chết. Phật không hề chết. Sống mòi thì có sanh có diệt, mà bản thể nước thì là bất sanh bất, bất sanh bất diệt. Cho nên sanh diệt là của hiện tượng sống mòi, mà sống mòi diệt là trở về với cái bản thể bất sanh bất diệt của nước. Nước không hề có thêm có bớt chút nào. Kể cả biển có lúc nào đó hạn 10 năm, biển có dơi nước cũng không vì vậy mà mất nước biển. Vì hạn 10 năm đó cái hơi nóng đó nó sẽ bốc lên, nó thành mây, nó tích lũy mây đó, nó đem đi chỗ nào đó, rồi lúc nào đó nó cũng sẽ trở lại thành nước trở lại. Chứ nước biển mà khô cạn là do nó bốc hơi lên, nước nó bốc hơi nó thành mây, chứ không phải là do đâu mà khô cạn. Cái nước mà mình ở trên sân mình đó, trời mưa nó ngập đó, rồi nó khô đó, nó không phải đi đâu hết đó, nó bốc hơi lên, bốc hơi nước lên thành nước, quy tụ lại thành mây nước, rồi đi tới chỗ nào đó đúng cái nhân cái duyên của nó, nó lại rơi xuống trở thành nước trở lại, chứ không hề có mất. Như Lai cũng vậy, sự sinh diệt của Như Lai là chỉ là hiện tượng thể hiện cho nó đúng cái nguy cấp để mà giáo hóa chúng sanh như con người, để cho con người khỏi nghi ngờ, khỏi hoang mang mà hiện ra có sanh trong thành ca tỳ la vệ, có cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng, nhưng mà kỳ thật không phải Như Lai là cái thân đó. Giống như không ở trong cái chùa Vĩnh Nghiêm này, làm cho ta ngồi thoải mái, ta nghe giảng, ta học đạo được thoải mái, nhưng mà không phải hư không là cái chùa Vĩnh Nghiêm này, không phải là nó có nhiều đó, mà là nó là trùm khắp mười phương. Tại vì cái chùa Vĩnh Nghiêm nó có bao lớn đó, diện tích nó có bao nhiêu đó, thì người ta thấy hư không có bao nhiêu đó. Chứ hư không không phải là ở trong cái phạm vi của bốn bức tường chùa. Như Lai vào trong cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa giống như hư không vào trong một cái lu, một cái hồ, một cái tách, một cái bình, một cái chum có ché vậy. Cho nên Đức Phật gọi đó là thị hiện là vậy đó. Chứ Như Lai không phải cái đó. Hư không trong cái bình này không phải hư không là bao nhiêu đây, mà hư không á khắp cả mười phương. Bây giờ vấn đề Đức Phật có Phật chết hay không đây, Phật cho biết đây. Lương y trị bệnh dịch tễ cho những người mắc bệnh,
Khi những con bệnh lành rồi thì lương y đến xứ khác để tiếp tục công việc trị liệu cứu nhân độ thế của mình. Đức Phật ban pháp dược điều trị cho chúng sanh cõi ta bà rồi thì Đức Phật sang thế giới khác tiếp tục làm công việc trị bệnh ưu bi khổ não cho chúng sanh đang cần thầy thuốc. Phật là thế đó, Như Lai là thế đó. Thank you.